Hôm nay xào mực các bạn ơi, xào mực với cà chua, xào mực với cà chua. Còn cá này cá cá đụ các bạn, mình kho kho khô ăn. Bây giờ nấu dầu tăng hành các bạn ơi. Hành thơm rồi các bạn ơi. Bây giờ mình xếp phân nửa các bạn. Mình bỏ qua cá, mình kho các bạn. Rồi. Bây giờ bỏ mực vô xào. Bớt lửa các bạn ơi. Bỏ đường, nước mắm, bột ngọt. Hạt nêm. Bỏ cà vô các bạn. Các bạn ơi. Mực với cà cũng chín rồi các bạn. Mình mới chế vô chút nước. Được rồi các bạn. Chào nước nước này được rồi. Cà cũng chín rồi các bạn. Rồi, tắt lửa các bạn. Cho hành vô. Miếng tiêu. Rồi, vậy là được rồi. Giờ mình nấu cá rồi các bạn. Cho nước mắm. Bột ngọt. Đường. Muối ớt, mình kho muối ớt nha các bạn. Nước màu,
trộn đều lên để ốp lên các bạn cho nó tắm lâu rồi các bạn. Bây giờ mình kho các bạn. Nhắc nó mực xuống. Chế miếng nước các bạn ơi. Rồi, để lửa riu riu cho nó thấm xuống, nó sát xuống các bạn. Rồi, bỏ hành cho các bạn, chín này. Tiêu rồi nó cạn chút nó được các bạn. Mực mình cũng xào xong rồi các bạn, cá mình cũng kho rồi. Đây, cho mực vô, cho nước. Mời các bạn nha.
Măng mực để da luôn các bạn. Giòn thì nó hơi xấu, nhưng mà ăn giòn các bạn. Bạn lột 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 cái da ra nó không có giòn. Tôi chia sẻ các bạn chút thôi nha. Chào các bạn nha.